Vâng. Tối mai hai bác về à? Tầm là lúc răng lên trên muốn luôn chôn gì chôn cứng. Bác tuệ tỉnh đấy nhỉ? Giờ cứ lau lau rồi tỉnh ra đúng không? Đúng chuyên môn. Đúng chuyên môn. Đúng chuyên môn là tỉnh. Rồi ông Tam bị gọi sớm rồi, xong phim.